Đây là chiếc tai nghe giá rẻ mình nghe nhiều nhất trong thời gian qua, bởi vì nó cân bằng được rất là nhiều yếu tố, nghe hay nè, đeo thoải mái nè. Đó chính là Huawei FreeBuds SE thế hệ thứ 2. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe giá rẻ dưới 1 triệu đồng thì video này sẽ dành cho bạn. Thì đầu tiên thôi, mình sẽ nói về cái thiết kế nó ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình trên cái chiếc tai nghe FreeBuds SE 2 này. Thì phải nói là nó đeo cực kỳ thoải mái, bởi vì các bạn biết nó là tai nghe earbud, tức là một chiếc tai nghe chúng ta để lên tai thôi và nghe thôi, không cần suy nghĩ gì cả. Nó khác là những chiếc tai nghe in-ear. Một cái chiếc tai như vậy nó chỉ có khối lượng là 380g mà thôi, cho nên rằng là khi mà mình để lên tai mà mình có chạy bộ hay là mình đi xe đạp trong thời gian qua, mình thấy rằng là cái việc nó tồn tại trên tai nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà mình chạy nhảy cả. Rất là thoải mái luôn. Đó, và mình nghĩ rằng những ai mà đang cần tìm kiếm một chiếc tai nghe earbud giá rẻ nha, thì đây quả là một sự lựa chọn rất là đáng chú ý. Ok, đặc biệt cái điểm mình thích đó chính là nó có kháng nước và bụi IP54 để mà giúp chúng ta có mà hoạt động ngoài trời cũng không lo nghĩ gì cả. Và ngoài ra một cái điểm mà mình thích đó chính là cái phần thiết kế của cái chiếc tai nghe FreeBuds SE 2 này thì nó nâng cấp rất là nhiều so với lại cái thời đầu tiên. Thì cái thời đầu tiên mình không thích lắm, bởi vì cái hộp sạc với lại cái chân tai nghe nó hơi dài, nhìn nó hơi kiểu nó hơi thô các bạn. Nhưng mà cái phiên bản thứ hai này nhìn nó gọn hơn, đeo lên nhìn nó đơn giản hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn. Đó là điểm mình thích. Rồi, nếu mà các bạn mua về và các bạn không biết cách kết nối thì cái chiếc FreeBuds SE 2 này mình thấy nó có một cái kiểu kết nối nó hơi kỳ quặc chút xíu. Đó chính là chúng ta để hai cái tay vào cái case như thế này, và chúng ta sẽ nhấn hai cái ngón tay chúng ta vào cái phần cảm biến trên cái chân tai nghe thì nó có thể kết nối. Thì mình đang xài iPhone thì nó kết nối với iPhone cũng rất là nhanh mà thôi. Đặc biệt là có hỗ trợ Android Fast Pair cho bạn kết nối bình thường. Đó, và chiếc tai nghe này có Bluetooth 5.3 nha. Cái thứ hai đó chính là nhiều bạn sẽ quan tâm, đó chính là về cái chất lượng âm thanh trên chiếc FreeBuds SE 2 này. Đó, thì từ trước đến giờ mình không có mong đợi nhiều những cái chiếc tai nghe giá rẻ tầm 1 triệu hoặc là dưới 1 triệu về chất lượng âm thanh của nó. Nhưng mà riêng với Huawei là mình đánh giá cao rất nhiều những cái tai nghe True Wireless của họ. Thì mình đã có một cái ấn tượng rất tốt với lại cái dòng FreeBuds 5i, nghe rất tốt nha. Và đến khi mà mình sử dụng cái chiếc FreeBuds SE 2 này nghe vẫn tốt như vậy luôn. Đó, nó tức là đây là một chiếc tai nghe earbud nhưng mà được tập trung rất nhiều về chất lượng âm thanh. Các bạn vẫn nghe đủ mid, treble, bass trong một bài nhạc. Nhưng mà mình khi mà mình đeo lần đầu tiên á thì mình hơi bị hụt hẫng chút xíu, bởi vì cái chiếc tai nghe này nó hơi thiếu treble. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái ứng dụng Huawei AE Fly trên cái smartphone của chúng ta để mà chúng ta có thể tinh chỉnh những cái bộ equalizer riêng. Ví dụ như các bạn có thể tăng treble lên một chút xíu để nghe nó phù hợp hơn tai của mỗi người. Đó, và qua đó trong thời gian qua mình nghe rất là nhiều nhạc R&B và nhạc cha cũng có, nhạc pop cũng có, thì mình thấy rằng cái chiếc tai nghe này nó thể hiện chi tiết khá là tốt trong một chiếc tai nghe dưới 1 triệu đồng. Giọng ca sĩ nghe vẫn đầy đủ, không sao cả. Đó, nó sẽ không chênh lệch nhiều so với lại cái việc mình mở loa ngoài, mình nghe ở những cái phương tiện khác, thấy khá là tốt đó. Và đặc biệt rằng là cái âm lượng của chiếc tai nghe này đủ lớn để mà cho các bạn có thể hoạt động ngoài chơi. Ví dụ như các bạn có thể mở khoảng mức 70% đến 80% âm lượng là có thể nghe tốt được trên chiếc tai nghe này. Đó, nó vẫn thể hiện chi tiết. Nhưng mà nếu như các bạn nghe nhỏ thì mình thấy rằng tai nghe này sẽ hơi bị hụt một chút xíu. Đó cũng là điểm lưu ý nha. Nếu mà muốn nghe chọn một bài hát thì mình nghĩ vẫn nên tăng âm lượng lên. Một cái điểm nữa đó chính là khi mà mình sử dụng chiếc tai nghe này, mình tuy là hàng mượn thôi nhưng mà mình không lo về pin trên chiếc tai nghe này, bởi vì chúng ta có thể kết hợp với lại cây sạc lên tối đa là 40 tiếng sử dụng. Đó, tức là các bạn nếu mà nghe nhạc liên tục còn phải hơn 2 ngày các bạn mới sạc lại. Và cũng như rằng là nó có hỗ trợ sạc nhanh, cho nên rằng chúng ta chỉ cần sạc 10 phút thôi là chúng ta có thể nghe được 3 tiếng. Đó, thì cái đó là theo Huawei công bố. Và chúng ta cũng sẽ có sạc USB-C phía dưới đây. Chúng ta có thể sử dụng những cái nguồn sạc nhỏ để sạc cũng được, 5W, 10W gì cũng được. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và ngoài ra, nói một chút xíu về những cái quá trình sử dụng thời gian qua. Một cái điểm mình không thích thôi đó chính là cái cây sạc này, cái nắp của nó hoàn thiện không được tốt cho lắm. Là như các bạn nghe âm thanh này, nó còn kiểu hay nói vui là rẻ tiền đó các bạn. Và cũng như là cái phần nhựa mà làm cái case này nó sẽ dễ bị tẻ thôi theo thời gian. Ví dụ như những cái phần đen ở mặt sau á, mình khó để lau chùi và cũng như nó sẽ dễ chày. Cho nên là nếu bạn nào sử dụng lâu dài thì nên giữ kỹ chút xíu. Nhưng mà riêng với lại cái phần nhựa làm trên tai nghe thì rất tốt luôn, ít bị chày nè. Và mình thấy rằng nó vẫn còn mới, chúng ta cứ vệ sinh khi chúng ta cần là được. Và cũng như cái ứng dụng Huawei AE Fly á, nó sẽ có nhắc nhở chúng ta vệ sinh hai cái chân tai nghe này theo định kỳ để mà chúng ta hơi chủ động nhiều hơn. Ok, như mình đã nói, nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe earbud nha, đeo thoải mái trên tai, có thể hoạt động tập thể thao được và mức giá rẻ dưới 1 triệu đồng, thì Huawei FreeBuds SE 2 này là một sự lựa chọn rất là đáng chú ý. Khi nào mà nó cân bằng được mọi yếu tố, ví dụ như là chúng ta có một chiếc tai nghe đeo thoải mái nè, có kháng nước và bụi IP54 nè, và có một chất lượng âm thanh đủ để chúng ta có thể nghe được nhiều thể loại nhạc khác nhau,
và kết nối cũng rất nhanh nữa, rất là thông minh và có ứng dụng riêng để mà chúng ta có thể tùy biến nhiều hơn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.